xin toàn thể các đoàn trung quốc tế trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ nam nữ, quý ban hội đồng hồ giáo xứ Tân Kiều, liên xứ họ, quý khách xa gần cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Trải qua 7 năm rèn giã, cộng đoàn giáo xứ chúng con hiệp cùng với cha chánh xứ, cha phó đã thi công hoàn thiện công trình của ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Trạch. Trải qua 3 năm tháng chúng con mong mỏi, hôm nay công trình đã khánh thành. Chúng con giờ đây kính xin Đức Cha để chủ sự nghi thức cắt băng khánh thành ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Trạch. Chúng con kính mời hai đức ông, Đức Cha, hai đức ông và cha tổng kiến thiết của giáo phận, cha chánh xứ Cam Mai và cha chánh xứ sẽ cầm các dây để cùng cắt băng khánh thành ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Trạch. Chúng con giờ đây nghi thức cắt băng xin được bắt đầu. Chúng con kính mời Đức Cha chủ sự. Thôi ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Đây ông tính bây giờ là quan trọng này, chưa vào mà. Giờ đây cha chưa có tháo. Giờ đây cha xứ đang trao những chiếc dây để biểu hiện cho những sợi kéo, những cây kéo để cắt cái băng khánh thành ngôi thánh đường vĩ đại của giáo xứ Bắc Trạch chúng ta. Chúng ta hãy nở một tràng pháo tay. Xin bật đèn, bật trống, cử bật trống. Những kính bìa là quan trọng này. Vâng, cánh cửa của thánh điện giáo xứ đã ra từ đường mở ra. Chúng ta cho con được một tràng pháo tay thật to thật to. Cha, đưa cái cha. Mai cùng với cộng đoàn giáo xứ chúng con thi công công trình của ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Trạch đã xong. Giờ đây cha chánh xứ chúng con xin trao cho Đức Giám mục chủ trăn chiếc chìa khóa của ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Trạch chúng con. Xin Đức Cha vui nhận và mở cửa cung điện để giáo xứ đoàn Thiên Chúa giáo xứ để chúng con được tiến vào. Xin cộng đoàn chúng ta được một tràng pháo tay. Đức Cha đã nhận chiếc chìa khóa. Đức Cha mù giáo phận sẽ từ từ mở cửa chính cung điện giáo xứ Bắc Trạch chúng ta. Xin một đoàn ra được một tràng pháo tay thật rộn ràng nữa để chúng ta này lễ cắt băng khánh thành giáo xứ Bắc Trạch chúng ta. Còn xin kính mời các vị cha sẽ từ từ lại ngoài này ạ. Đức Cha sẽ vào và giờ đây Đức chúng con kính mời Đức Cha sẽ chủ sự nghi thức làm phép đồng hồ và làm phép chuông. Sau đó Đức Cha mục sẽ giật chuông. Chúng là xin tất cả các quý vị ở phía cửa giữa này sẽ đứng giãn ra để ra bên ngoài được tham dự chỗ đây. Xin mời người chúng ta. Chia sẻ đồng phận với Chúa, dạy dỗ hồi đến điều con ta, và nhắc nhở hồi đến điều cứu độ. Lạy Chúa còn truyền cho mai xem tôi tơ Chúa, làm những chiếc kèn bằng vàng để kim cương tư thế thổi lên vào giờ cử hành nghi lễ. Dân chúng nghe tiếng em dìu đó thì chúng đi đến tôn thờ Chúa và cùng nhau cầu nguyện và dâng lên. Lạy Chúa cũng không từ chối cho con người làm ra những quà chuông đồng để phục vụ hội thánh Chúa, để mời gọi dân Chúa đến cầu nguyện. Xin Chúa đoái thương làm phép và thánh hoan.
tiếng chuông mới này cùng vui lòng nhận qua chuông mới này dâng lên Chúa và làm cho mọi tin hữu Chúa khi nghe tiếng chuông biết hướng lòng lên Chúa, biết chia sẻ vui buồn với anh chị em và biết mau mang đến nhà thờ nơi họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Kitô, nghe được lời Chúa và bày tỏ ước nguyện dâng lên Chúa. Chúa là Đấng đã tiêu diệt sự chết bằng thập giá và hiến chi trong vinh quang cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Sở dĩ Đức Giám Mục sẽ đi thái nhất thánh những quả chuông mới và chiếc đồng hồ của giáo xứ. Chúng con kính mời Đức Cha sẽ kéo lên hồi chuông đầu tiên để như thay cho tiếng loa sứ thần mời gọi cộng đoàn dân Chúa chúng con trở về cung điện nhà Chúa để dâng lời tạ ơn. Giờ đây chúng con kính mời Đức Cha.